Aquaseline lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Ngoại hình là cũng tương đối thôi ạ, đừng có mập quá là được ạ. Em đang nói người kế bên đó. Quen một bạn là cũng nhỏ hơn em một giáp lận, nhu cầu của bạn ấy cao quá và những cách xử lý tình huống còn trẻ em quá. Anh bắt cây ghế để ngóng trông em về, qua bao thời gian em ơi lấy chồng được chưa? Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng, mà sao giờ đây em tươi quá chừng gì ta. Mời nhà trai. À, là em. Xin mời nhà gái. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quỳnh Linh cũng như chị Ngọc Lan. Em là Lý Công Sơn. Và nghề danh chính của em là chú hề Lý Sơn. Và hiện tại em công việc của em là quản lý cung cấp nhân sự tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận. Tất cả những nhân sự về tiệc tùng hay những cái lễ hội gì đúng không? Dạ đúng vậy. Làm chú hề này lâu chưa? Em làm thì cũng được 4-5 năm rồi, nhưng mà tại vì hiện tại vài năm về đây thì tạm ngưng, thì ở nhà quản lý công việc hơn. Làm ở đâu em? Ở Bình Tân ạ. Quê mình ở đâu? Em ở Bình Phước ạ. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Xin chào MC Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan và bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Hà, em sinh năm 1990. Em làm nhân viên chất lượng cho một công ty bao bì ở Bình Dương ạ. Mình nói ưu điểm khuyết điểm của mình đi Sơn. Em hay tập trung về công việc rất nhiều. Sinh viên thì em cũng học bên công nghệ thông tin. Nhưng mà em đam mê yêu quý các bạn nhỏ quá. Sau đó thì em mới chuyển sang với cái ngành sự kiện để làm bên lĩnh vực về chú hề. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì tập trung công việc nhiều quá. Thì đôi lúc thì mình ít về gia đình hay tự kỷ ở nhà nhiều. Nhưng mai mốt có vợ thì cũng cố gắng dành thời gian cho vợ gia đình nha. Dạ. Mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là một người vui vẻ, hòa đồng. Mọi người nhận xét em là một người thân thiện. Ngoài ra em là một người hướng ngoại, do đó em có thể thích nghi mọi hoàn cảnh sống. Về nhược điểm của em thì em là một người khá là thẳng tính, nóng tính và có một phần nào đó hơi rụt rè một xíu. Bây giờ mình nói về đường tình duyên đi Sơn. Tình duyên của em á, thì thời sinh viên thì cũng 1-2-3 mối tình thì trải qua cũng rất nhanh. Nhưng cái đặc biệt nhất á, thì cái mối tình chia tay cách đây 3 năm á, thì em có quen một bạn là cũng nhỏ hơn em một giáp lận. Nhu cầu của bạn ấy cao quá và những cách xử lý tình huống còn trẻ em quá. Nhu cầu cao là sao? Ví dụ như là bạn bè của mình có cái gì là cũng phải báo em là cũng phải có nhu cầu tựa giống bạn của mình. Dạ. Đua đòi đó. Dạ dạ. Thì tại vì giờ em cũng lớn rồi, cái chứng chắn nó cao hơn bạn còn nhỏ quá, nên là em mới chia tay. Thua con giáp thì là bạn đòi hỏi là đúng rồi. Dạ. Còn nít ta yêu cầu nhiều hơn chứ. Rồi mời nhà gái. Rồi nhà gái có bao nhiêu mối tình rồi nè? Em đã trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Lý do chia tay là bạn ra trường, bạn có công việc ổn định rồi thì bạn muốn lập gia đình. Còn tại thời điểm đó thì em chưa có muốn lập gia đình, em muốn lo cho công việc trước. Thì sau đó chia tay. Sau thì khi đi làm thì cũng có tìm hiểu nhưng mà chưa có gọi là chính thức yêu nhau. Một mối thì sâu, mối thì nó không có sâu. Vậy thôi, đơn giản. Chào chú Hề. Dạ, chào chị ạ. Dễ thương quá à. Chú Hề là rất thân thiện với trẻ con luôn. Dạ. Nhà ai mà con nít là rất là mê chú Hề. Sao bây giờ mình mong muốn có người yêu như thế nào, nói cho chị Lan nghe coi. Dạ. Ngoan, hiền, chịu thương chịu khó về gia đình. Ngoại hình là cũng tương đối thôi ạ, đừng có mập quá là được ạ. Em đang nói người kế bên đó. Bớt xuống ký đi. Đừng có mập quá là được. Bớt xuống ký là đựng xuống ký hả? Rồi được, không có mập quá là được. Một em gái dễ thương. Bây giờ em nghe cái yêu cầu của nhà trai vậy, mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm em gái? Trên 80%. Trên 80, ngon rồi. Ngoan hiền, chăm lo gia đình là được rồi. Còn mình muốn yêu cầu người đàn ông như thế nào? Trung thủy, có chí tộc tiến trong cuộc sống, là người đàn ông của gia đình. Có làm được không cưng? Dạ cái này thì em cho phép là em đáp ứng được 100% luôn đó. Đó. Dạ. Nói cho có nha. Rất là tự tin. Bây giờ nha. Nói là phải thực hiện đúng đó. Em đi với ai? Em đi với bạn thân em. Bạn thân hả? Rồi chào nhà gái. Nãy giờ mình thấy nhà trai nói chuyện thấy hợp với bạn thân của mình không? Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan ạ. Qua nói chuyện ban đầu thì em thấy hai bạn cũng khá hợp nhau ạ.
Thì em thấy thì đã lên đây thì hai bạn nên cho nhau một cơ hội. Nếu như mình được thì xa thì là vợ chồng, nếu không thì sẽ là một người bạn ở ngoài đời. Thì em xin hết ạ. Cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai cưng? À, hôm nay thì cô đi có mấy anh em nhân viên cho công ty cũng như là bạn thân của em ạ. Rồi chào nhà trai. Em xin chào Quyền Linh, em xin chào Ngọc. Em tên là Đạt, là bạn thân của Ngọc Sơn. Thì đầu tiên Sơn ơi, Hà dễ thương. Và đặc biệt hơn cái tên của hai bạn mà rap vào á, khi mà nói chung là không biết hai bạn có chí duyên trăm năm hay không, nhưng mà tên hai bạn rất là xứng, nước và núi. Và đặc biệt hơn Sơn, mình đam đoan Sơn đáp ứng đúng 100% yêu cầu của bạn. Tại vì Sơn tất cả đồ nội thất, đồ gia đình, hoặc là đặc biệt hơn một món nữa là Sơn nấu ăn rất là ngon. Đôi khi bạn nóng giận, Sơn sẽ biết cách kìm xuống. Và mình không biết rằng hai bạn có tới nhau trăm năm hay không, nhưng mà mình vẫn mong muốn hai bạn sẽ có một mối quan hệ của bạn bè. Cảm ơn nha. Cảm ơn bạn. Thôi mở rào cho hai bạn tự nói chuyện đi ha. Mở rào. Coi như em đang gặp một em bé đang thích chú Hề đó. Mục đích là chúng ta làm sao cho bạn này vui ra. Anh chào em. Ngày hôm nay thì anh đến đây thì cũng không có gì nhiều, thì anh cũng sẽ biểu diễn một món quà để tặng cho em ngày hôm nay, đó là bóng bóng tạo hình nghệ thuật. Rồi cầm giùm anh. Tại vì anh cũng hay nhờ các bạn nhỏ, khi làm xong một nữ phần thì anh nhờ các bạn nhỏ cầm giùm. Rồi, cảm ơn em. Dạ, đây là bông hoa hồng ạ. Rồi, hoa hồng ạ. Rất là dễ thương. Thì hôm nay đến chương trình em cũng có một món quà muốn gửi tặng anh. Đây là một chiếc áo thun. Về ý nghĩa thì chiếc áo thun này nó thể hiện sự đơn giản cũng giống như con người của em. Thứ hai nữa là nó về màu xanh thì em hy vọng cuộc sống của anh sau này sẽ luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Rồi, một lần nữa cảm ơn em. Đây là mới tặng bước 1 thôi ạ. Và bây giờ chúng ta anh sẽ tặng em một cái phần quà khác, đó là bước 2. Em sẽ quay lại với chị Ngọc Lan một xíu, anh sẽ xuống và sẽ tặng phần quà 2 cho em. Dạ. Dạ, anh viết anh Linh ạ. Bí ẩn chú Hề này, bí ẩn gì ạ? Chú Hề bí ẩn. Đừng ảo thuật ra vô thành gái nha. Chú Hề này á, là rất là nhiều trò. Ai mà ở bên cạnh chú Hề là không bao giờ sợ buồn đâu. Đúng rồi. Con nít mà nó còn mê uống hồ chơi người lớn. 1, 2, 3 biến thành mụ phù thủy coi. 30 giây, 20 giây. Và 5, 4, 3, 2, 1. Quay qua. Anh bắt cái ghế để ngóng trông em về. Qua bao thời gian em ơi lấy chồng được chưa? Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng, mà sao giờ đây em tươi quá chừng gì ta. Em như hoa hậu anh thưa mấy cầu để đón em nè. Qua cái cầu nhỏ xíu lắc lư. Dạ xin hết ạ. Rồi tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Cảm xúc đầu tiên của em thì em thấy anh là một người hài hước, cũng mang lại cho em khá là nhiều niềm vui. Mới gặp vậy thôi chứ về nó còn làm vui nữa đó. Rồi cảm ơn chú Hề nhiều. Dạ. Bây giờ chú Hề Sơn về ghế ngồi mà bắt đầu trao đổi. Cứ suốt ngày có những bất ngờ đó thì chắc không có nỗi buồn trong gia đình đâu. Ừ, dễ thương quá. Thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em là người như thế nào? Em đúng là người là anh đăng ký những cái chương trình là mục tiêu cũng đừng mập quá, cũng như là như vậy thì chương trình đã đưa ra phù hợp với anh. Ồ, chỗ anh mà chạy xuống chỗ Bình Dương sao? Thì cũng khoảng một tiếng gì đó. Vậy khi mà khoảng cách xa như vậy thì một tuần anh có thể chạy xuống em được một bao nhiêu lần? Một tuần thì nếu mà anh sắp xếp hết nhân sự thì một tuần ví dụ 7 ngày thì anh cũng đi được 6 ngày. Ta làm lãnh đạo mà tôi đi chừng nào cũng đi được. Phó giám đốc công ty á. Quan điểm của anh về tình yêu và hôn nhân như thế nào? Anh thì thích những người phụ nữ thì ngoan hiền, chịu thương chịu khó, cũng biết chăm lo cho gia đình. Nhưng mà khi mà anh yêu cầu về ngoan hiền á, thì anh có nghĩ là anh sẽ là một người đàn ông gia trưởng không? Anh thì không gia trưởng, anh thì cực kỳ hiền. Để mà đáp ứng cái từ đó, mang ý nghĩa của từ đó thì rất là khó.
thì em không biết được là cái ý nghĩa của anh trong từ ngoan hiền nó sẽ là như thế nào. Ngoan hiền thì có nghĩa là ví dụ khi chúng ta đã một gia đình thì mình giảm bớt chửi ăn, giảm bớt chửi ăn. Em cũng đang phân vân về cái khoảng cách. Đối với anh không quan trọng với khoảng cách đó. Nhưng mà kể Hà Nội anh cũng bay được. Chứ ở đây từ Sài Gòn đến Bình Dương thì rất gần rồi. Trong một mối quan hệ muốn tìm hiểu thì em cũng muốn là ở gần thì không phải mình chỉ gặp nhau những lúc mình cần thiết mà mình có thể giúp đỡ nhau, san sẻ nhau trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Cần em nhấc máy gọi thôi là anh sẽ có mặt. Rồi em cảm ơn anh. Hay quá. Thưa em thì sau khi mà sau chương trình này thì chúng ta sẽ tìm hiểu một thời gian nữa thì theo em nghĩ thì khoảng bao lâu thì chúng ta có thể tiến tới đó hôn nhân được? Đối với em thì tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm, quan trọng chúng ta tìm hiểu và cảm thấy mình có phải là một đối phương nó phù hợp có thể đi cùng với mình về lâu về dài hay không. Sau khi mà lập gia đình thì anh muốn con cái khoảng mấy người? Anh thì càng nhiều càng tốt em, tại vì anh có đủ khả năng để nuôi các con được. Dạ rồi. Bây giờ á là Sơn đến nắm tay Hà đi. Dạ. Bước tới, hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau, hỏi nhau nào, hai tay nắm luôn, rồi nhìn thẳng mắt nhau. Sau này anh nóng tính hay gì đó thì em sẽ xử lý anh như thế nào được? Em biết là những lúc anh nóng thì em sẽ kiềm chế lại cũng như là im lặng. Tuy nhiên thì em cũng không có hứa trước được, tại vì cái này là một cái ưu điểm của em đang khắc phục từ từ. Những lúc mà em nói nhiều hay càm ràm á thì anh sẽ làm gì? Càm ràm nhiều quá là anh phóng vào giường anh đắp chăn. Và có thể là sau này mà chúng ta đã về gia đình với nhau thì càm ràm quá thì phải tìm cái lý do tại sao mà em phải càm ràm anh hay gì đó để anh sửa đổi lại vấn đề đó. Anh muốn trong gia đình thì về sau này ai sẽ là người giữ tiền? Thì đương nhiên là vợ mình rồi. Và nhớ cho anh một khoản nhỏ nhỏ để anh còn đi chơi với các bạn, mời cà phê bạn là được rồi. Dạ nhỏ khoảng 10 triệu, khoảng 10 triệu. 10 triệu. Em làm gì trong 10 triệu đó? Không, tại vì cái quan hệ của em cũng nhiều á, đôi lúc nó đi cũng hơi nhiều, đôi lúc cũng phải xong một cái chương trình gì đó cũng phải mời các bạn. Nhiều quá. Sau này thì nếu mà chúng ta về lại với nhau thì em có sẵn sàng về Bình Phước ở không? Hoặc là hay ở Sài Gòn? Sau khi lập gia đình thì đối với em thì ở đâu nó không quan trọng, quan trọng là cái người mà em lấy có thể lo cho em với cuộc sống về sau này hay không. Còn công việc thì hiện tại thì em làm công ty, thì nếu mà em sang một nơi khác thì em cũng có thể xin được việc làm. Dạ, yeah, ok rồi. Mời trở về ghế. Nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ về những gì mà chúng ta đã trao đổi với nhau ở trên sân khấu này. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, một nụ hôn đầu tiên. Gái rất là hiền lành ha, Sơn cũng rất là chân thành luôn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một giải Sơn Hà cho riêng mình nha. Đây là những phần quà của chương trình. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu. Ôi, ba biết mình chọn đại thì ba buồn hơn. Phải tìm hiểu kỹ, bởi vì không có kỹ á là sau này ân hận luôn á, hiểu không? Rồi còn mình á là con đang học nghề gì nãy chú nghe không rõ? Dạ con đang làm mẫu ảnh. Buổi sáng còn buổi chiều thì con đang làm lễ tân. Con cũng đang định hướng là con sẽ đi học nghề makeup. Makeup, ôi vậy là hợp với hai đứa hợp đó. Con makeup này nó làm tóc
mở tiệm lên là coi như là số 1 luôn đó. Bạn này là có ý định là về quê để mà gần gia đình. Thì con có đồng có quan điểm với bạn không? Hay là con muốn ở Sài Gòn? Dạ không sao ạ. Thì ở đâu cũng được ạ. Miễn là mọi thứ nó suôn sẻ, nó hạnh phúc thì ở đâu cũng được. Thật ra cái công việc của hai bạn làm ở đâu cũng được hết. Đồng Tháp con ở trung tâm không? Ở dạ đâu? Con bây giờ cách thành phố Hồng Ngự chỉ có một cái đò thôi. Dạ. Thành phố Hồng Ngự với thành lên Tân Châu thì nó em con dự định là một là qua bên thành phố Hồng Ngự, hai là lên Tân Châu. Thật ra là cái nghề của con á nha, đi về quê mà mình học nghề đây giỏi á, mình dư kiếm tiền cũng dữ lắm á con, chứ không phải là ấy đâu. Mang tiếng là học ở Sài Gòn về, làm ở Sài Gòn về là tụi con làm rất là ngon lành. Con là Bến Tre. Dạ. Bến Tre là huyện nào? Dạ ở Bình Đại ạ. Bình Đại, rồi vậy là cũng gần ha. Quê nào cũng có thể phát triển được. Bến Tre là quê nội. À, vậy đó hả? Hộ khẩu của con hiện tại là đang ở Bến Tre. Trời ơi, quá vậy, tại vì học make up nè, rồi học thêm xăm môi, xăm mày. Dạ, cũng học rồi. Đó, ngon lành. Hai đứa này tương lai ngon lành. Chỉ cần chịu khó xăm thôi. Xăm mày nữa không? Dạ. Xăm mình luôn. Học xăm mũi chưa? Dạ, chưa. Chưa, học đi con. Xăm mũi cũng tốt lắm á. Thôi vậy nè, đứa hai đứa này. Hai đứa nó đứng gần gần xíu đi. Dạ. Nào. Đó. Hai đứa đây rồi nhìn thẳng vào nhau nói chuyện nào. Bây giờ mong muốn của anh là lấy vợ về để trong gia đình sẽ làm gì, còn mong muốn của con là lấy chồng về coi chồng sẽ lo con gì gì, hai đứa nói nhau nghe. Thì hôm nay anh Linh tới đây cũng là thật lòng và cũng không phải là muốn vui đùa hay này nọ, muốn mình đi xa hơn và lâu dài, kiểu không phải như hồi còn con nít nữa mà quen người này quen cô kia. Nhưng mà được cái anh không lăng nhăng, sự quen cũng nhiều cô lắm, chia tay mối tình cũng quen nhiều lắm mà kiểu không có quen hai ba cô một lúc, chia tay cô này mới quen cô kia. Thì anh muốn là mình đến với nhau và chăm lo cho em, thì đó là trách nhiệm anh. Dù nghe em nói đánh, anh chấp nhận cho em đánh anh phụ nữ gì đến, anh chỉ để nâng niu rồi, không không bao giờ nã. Thì trong công việc nhà thì anh cũng là một người đàn ông đảm đang lắm, biết nấu cơm, biết giặt đồ, biết quét nhà này nọ, đặc biệt giặt đồ thì anh dành nha. Tại vì trước giờ đồ của anh tự giặt rồi, không giặt tay đâu, không giặt máy đâu. Thích giặt tay uống nó sạch hơn. Không, kiểu mình mặc mình biết chỗ nào nó dơ, mình dò chỗ đó nó kỹ hơn. Về quê mẹ em giặt em cũng lấy em giặt lại. Ngon đó con, ngon đó con. Bạn trai thì muốn lấy vợ sớm, càng sớm càng tốt á. Còn con gái sao, nói ý con sao? Dạ, ý con thì... Nói Khang á. Dạ. Ý em thì em bình thường thôi, khi nào cũng được, nhưng mà miễn cho em qua 20 đã. Thì em phải đi học nghề trước, em có cái nghề trước. Rồi đó rồi tính tới chuyện sau này sao. Thì chắc cũng tầm 1 năm nữa, 1 năm 2 năm nữa. Anh đợi được không? Chắc anh sẽ cố gắng thì mình tìm hiểu nhau. Tại vì công việc không thể ép buộc được. Và nó luôn là tình cảm mình dành cho nhau, không ai sinh ra là đã phù hợp với nhau. Thì mình tìm hiểu, mình sẽ tự thay đổi để hợp với người khác. Và nếu mà tình cảm của mình đủ lớn thì mình sẽ tự động thay đổi theo vì người đó. Thì hôm nay anh cũng đến đây là một cái duyên rồi. Tại vì anh cũng đăng ký lần này, lần thứ hai, lần trước cho chương trình gọi anh á. Anh không đi. Lần này đến gặp em là cũng là một cái duyên. Cũng là định mệnh á, hai đứa mình gặp nhau. Thì anh cũng xin em mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà mình phù hợp thì có thể nhanh hơn. Và nếu mà nợ được đủ lớn thì trước mắt thì em nói đợi em học này nọ. Nhưng mà nếu mà mình tình yêu đủ lớn thì mình đến với nhau nhanh thôi. Ok. Em có gì muốn nói với anh không? Thì mọi thứ em đã nói hết rồi ạ. Em chỉ cần đi học thôi. Nhưng mà nhanh hơn nữa thì em sẽ bắt tay vô học nghề luôn ngay bây giờ. Nhưng mà mẹ anh có chịu một đứa con dâu mà nó hơi con nít một xíu không? Vậy vui mà, anh cũng nít lắm, thấy lớn tuổi nhiều khi anh cũng trẻ con lắm.
Anh thích nhây, thích giỡn hết. Lúc nào mình nghiêm túc thì mình nghiêm túc. Vậy thì anh xác định anh sẽ phải ăn đòn rồi đó. Có thể được, có thể làm bò cát cho em đóng. Nhưng mà nhớ nhẹ thôi. Để nhà không có nuôi gà, không có hộp gà để lăn nhất bông nữa. Tính tới cái nước mà nó bị quýnh, nó xịn vô mắt. Mà quýnh nhẹ thôi, tại nhà không có nuôi gà nên không có hộp gà để lăn. Tính tới vậy luôn đó. Rồi, đang hát bài tặng cho bạn gái thế nào, hát được không? Em, con hát dở lắm, hát kỳ cục lắm. Để hát đại con, câu gì cũng được. Thôi, dở qua cũng được chứ. Con cũng không biết hát mà hồi trước kêu con cũng như không. Dạ. Thôi được rồi, hai đứa rồi ghế ngồi đi. Dạ. Nào. Đủ để chúng ta đưa ra quyết định rồi. Để tay nó xuống cái thang bên trái á. Bên đây thì muốn lấy vợ gấp, bên kia thì khoảng năm cũng được. Đó. Hai đứa mà thấy hợp nhau á thì mình cho nhau cơ hội đưa ra quyết định là bấm nút. Còn thấy không hợp nhau thì không cần phải bấm nút. Bấm nút là quyền của các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng. Đó, chính thức hai đứa hẹn hò nhau rồi đó. Nắm tay đi nào. Bây giờ nè, ba mẹ của bạn gái đang theo dõi chương trình. Bây giờ mình nhìn vô đây nè, mình nói là thưa hai bác, hôm nay con với con tên gì? Ngân. Hôm nay con với Ngân có cơ hội làm quen với nhau, xin phép hai bác cho con tìm hiểu nhau. Dạ. Con hứa chăm sóc Ngân gì đó, nói đi. Dạ thì con xin chào hai bác qua ống kính của trường quay. Con mặc dù không có tài lẻ, cũng chẳng có tài chính, nhưng mà con có tấm lòng chân thành và chân tình để dành tặng cho con gái của bác. Con xin hứa là sau này nếu mà hai đứa có tiến xa hơn, tiến tới lâu dài hơn thì con sẽ hứa là không bao giờ làm cho con gái bác buồn và bác khóc. Nếu mà có rơi lệ thì chỉ có những giọt lệ hạnh phúc thôi. Hay quá. Mày chắc học hôm nay lâu lắm nè. Ngày xưa con học giỏi đúng môn văn. À, giỏi môn văn hả? Nhờ môn văn kéo lên con mới lên lớp được. Có nói gì với ba của mình không? Ba đang xem TV đó. Thì thông qua chương trình này, con cũng gửi lời xin lỗi tới ba, tới mẹ. Vì lúc trẻ con còn hơi bồng bột, còn hơi trẻ con, nhiều khi cãi lời với mẹ. Nhiều lúc làm ba mẹ buồn. Thì hôm nay con đã nhận ra lỗi đó mà con đang khắc phục từ từ. Mong ba mẹ cũng tha lỗi cho con. Nhân, nói gì với ba mình, với mẹ mình? Em thì... Ba ơi, mẹ ơi, con có chồng rồi, con sắp có chồng rồi. Rồi, con gái nụ hôn đầu tiên nè. Ba năm không cảm giác lạ lắm. Vô đi nào. Anh xin phép Ngân nha. Hai đứa phải tìm hiểu. Hai đứa phải tìm hiểu cho nó kỹ nha. Dạ. Rồi hai đứa cũng rất là dễ thương. Nhớ là đừng đánh ảnh quá tội nghiệp ảnh nha. Dạ. Là có một cái sự đồng cảm. Đúng rồi đó. Với nhau đó là cùng là xa quê và 19 tuổi là lên trên thành phố để lập nghiệp. Nên là tụi con phải hỗ trợ cho nhau. Những cái gì mà con đang đi là anh đã đi qua rồi, thì con nên nghe lời nhiều hơn. Dạ. Thấy không? Rồi. Rồi đây là phần quà dành tặng các con. Dạ con cảm ơn. Chú không có gì, chú có xà bông thôi con. Xà bông ăn được đi. Đây là bánh gì quên nữa rồi. Woody Gold. Của thương hiệu bánh BBK gửi tặng cho hai con. Hết rồi. Rồi ôm bó hoa về luôn. Nào, chăm sóc cô em gái bé nhỏ nha con. Dạ con cảm ơn chú. Hai đứa dễ thương lắm á. Rồi tìm hiểu kỹ, nhớ đừng làm buồn nhau nha. Dạ. Phải cho nhau hạnh phúc nha các con. Dạ. Rồi chúc các con mọi điều hạnh phúc. Cảm ơn cô chú. Chú xin thú cho con ôm chú và mình cái. Rồi ôm chú một cái đây. Con thân tượng chú lắm. Rồi cảm ơn con. Rồi đi đường này. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em.
Đó là câu chuyện đầu tiên mà quý vị đã chứng kiến từ đầu. Có những giọt nước mắt ân hận nhưng mà cũng không muộn màng lắm. Quan trọng là tuổi trẻ nhận biết ra điều đó để có thể làm tốt hơn, yêu thương cha mẹ mình nhiều hơn. Còn bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một cặp đôi nào. Cặp đôi thứ hai. Mời quý vị. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời nhà gái ngồi. Nhà trai nhà gái chúng ta đã có mặt đầy đủ ở trên sân khấu rồi, bây giờ thì làm quen với nhau ha. Mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, mình xin giới thiệu là em tên Phạm Thị Út Nhì, 41 tuổi. Xin chào khán giả trường quay và hai MC và bạn nam bên kia. Dạ rồi, chị Út Nhì là đang sống ở đâu ạ? Em hộ khẩu Vĩnh Long nhưng hiện